คิดถึงคุณมากมากครับมีจูนิดหน่อยครับคอยมีมอแล้วติกีติกีคิดถึงผมไหมครับmình ma nó trêu đó thôi mọi người đừng nói gì tới ma cỏ gì ở đây nữa. Trời ơi, tôi muốn live stream là tôi muốn quên đi những cái sự gọi là trong đầu tôi ám ảnh, những cái lúc mà mình xem phim. Bây giờ mình một mình lại bị kiểu như là sợ ấy. Hôn anh á. Má này, hôn đi. Không có ma nào hết đấy. Đúng, chuẩn xác. Làm gì có ma. How are you? How are you? ผมอายุ23พี่ครับผมอายุ23พี่ครับครับ23ไม่20สิไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่หูหูได้ผมคิดถึงถ้าอะไรครับผมอยากให้ตอนนี้ lại đồ ăn nữa trời ơi thèm bánh mìChúc em ngủ ngon đi anh yêu. Chúc Nikuti ngủ ngon này. Ngủ làm sao mà mơ được ăn mới hay này. Anh hát mừng sinh nhật em đi, ngày mai là sinh nhật em rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthdayHappy birthday to you. Happy birthday. Chúc em mọi điều thật là tốt đẹp. Trời tóc kìa. Một pha thật là cồng kềnh. Bị trống bơ rồiAnh ở khách sạn mà làm gì có guitar mà đánh này. Có guitar. Le pianeur danser là đâu
Không muốn nói mày cả. Không muốn nói mày cả. Anh ít nói à? Tại vì anh không biết nói cái gì luôn. Tại sao ta? Tại sao mà sinh ra một con người mà không thể nói được một câu chuyện gì nó hài được ta? Đôi lúc anh suy nghĩ, sao mọi người có thể kể chuyện hài hay vậy? Còn anh thì ngược lại. Ít nói nhưng tâm lý đúng chuẩn xác. Biết anh từ lớp học ở Mỹ, bơi lạnh lùng. Thực ra anh không có lạnh lùng đâu, mà tại vì anh không biết nói gì nên đâm ra mọi người cứ nghĩ là lạnh lùng á, vì nói ra lại sợ bạn bè trêu, nó không vui, buồn lắm, không biết phải làm sao. Đi ngủ master đi. Acad nào các? Phòng chóp nào các? Phòng chóp Acad nào các? Quăng miếng đồ hả? Đấy, anh quăng cái gối thật à? Em nói anh quăng đồ mà. Ngày mai khách sạn hốt em đi công an luôn á. Bộ hiểu khao khắp. Như phòng nó có gì đâu. Anh chả yêu em, chả quan tâm đến em. Ơi, tôi lên like, tôi không like cũng khổ. Mà tôi lên like cũng bị giận. Làm sao cho vừa lòng đây? Không biết nói gì hết trơn. Hùng ơi, 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 ủa anh không thấy em thiệt hả? Anh có thấy Hiếu. Để cho tìm nào. Không ra được trái tim. Thôi cái này bỏ đi. Thấy anh ít nói quá à. Tại vì sao? Tại vì anh không biết nói cái gì hết á. Bây giờ cũng là 11 giờ rồi. Ăn thức khuya hả? Tại vì anh sợ ma.
Bây giờ nằm một mình sợ ma quá, phải lên live này. Phùng clua ครับ. Phùng clua. Oh. Mã bên bao đây. Phùng clua. Khun. Khun điêu. Khun điêu. Khun điêu. Phùng dù khun điêu. Anh sợ ma. Thăm mây Phùng thăm mây là này. Phùng thăm mây hả? Nhắc ma mà có nhắc gái không em? Tất nhiên là có rồi. Tất nhiên là có rồi. Nhắc cả hai luôn. Người hướng nội à? Em ngồi sau lưng anh. Nghĩ có. Không luôn. Phía sau lưng anh kia trắng. Để chế lời xem nào. Phía sau lưng anh kìa, nhìn thấy chẳng một ai. Anh là cung thiên bình. Thiên bình nhạt lắm. Được cái ăn nhiều thôi mà không mập. Do you like K-pop? Yes. Em mà anh gặp nhau chắc câm như hến. Không, thật ra những người như những người hướng nội ấy, chưa gặp đúng người để nói chuyện thôi. Nếu mà chỉ cần thân 2 ngày thôi là sẽ kiểu có chuyện gì cũng kể, từ gọi là làm phiền người ta luôn đấy. Do you see me? Music man à? Em thi trượt rồi, anh đang ngủ em đi. Anh nghĩ là thời xưa anh đi học cũng vậy. Anh cũng 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 có những ngày mà kiểu như học không được ấy, lên điểm X ấy, xong về buồn lắm. Nhưng mà thôi, ráng thôi chứ sao vậy? Cố gắng cho lần thi sau. Đừng có tạo áp lực mình quá. Thoải mái lên. Cứ thoải mái lên. Ăn ngủ nghỉ. Đúng giờ. Học mà quên ăn. Giống anh làm nhạc hay quên ăn lắm. Bởi vậy cái người anh nó gầy mãi là vậy. Lúc nào anh ra bài mới hả? Anh nghĩ là chắc tầm thôi, nói trước bước không qua. Tóc anh nhuộm à? You marry me?
Music Pain Playa ครับสายสายหูใหญ่โก้เล่นจงซะภรรยาanh không thấy em hạ chứ em tương tác nhiệt tình mà thấy lạ lắm à, anh có này kim thư nhìn ngoài đời anh gầy quá rồi đó nhìn anh gầy gầy vậy thôi nhá. Muối anh hơi bị nhiều rồi nha anh đùa đó không có muối nào đâu để anh đang tập kim Do you see me? Apple Naka mười một giờ rồi hả mười một giờ rồi tập gym cho tăng cân xíu là đẹp ok nhất trí ý là em gọi là anh hai lần rồi nhắn qua trời mà không rep luôn anh xin lỗi anh chắc là anh không thấy đó anh không cố ý Cameron Rainbow hiểu không hiểu mọi người đi ngủ đi 11:10 rồi mình bây giờ mình phải làm gì cho hết sợ ma thôi phom clua ครับ phom clua ครับ ช่วย musicช่วยด้วยคิงพัดท้ายใหม่ครับผมกินแล้วครับอ่ะก็กินกินครับไม่กินแล้วกินผมอยากผมพูดไม่แก่ครับผมรู้สึกผมคิดผมพูดผมรู้สึกผมพูดไม่แก่ทำไมผมผมแก่ครับทำไมครับผมรู้สึกฟิกว่าเพราะว่าผมเรียนภาษาไทยไม่แข็งผมรู้สึกผมอยากพูดมิวสิกมากมากมากครับเข้าเชียงใหม่ครับผมเห็นผมไม่อยาก